Thơm ngon hơn. Anh sử dụng cái chất mayonnaise. Mayonnaise là sản phẩm ta làm chất béo tự nhiên của trứng nên ta ăn sẽ ngon và béo hơn. Và để biểu diễn chung với ngày là bếp ngày hôm nay thì anh xin mời MC sẽ mời thêm 5 bạn nữa. Chúng ta biểu diễn chung là bếp. Rồi, giúp anh nhiều quá, ưu tiên ngồi hàng đầu, mời số áo bạn. Xin mời em. Có 6 bạn luôn, bây giờ chia thành 3 đội. Bây giờ mời Nam, tại vì Nam đã là một người, bây giờ mời bạn Nam. Mời bạn Nam nữa. Rồi mời bạn Nam nữa. Rồi. Tại vì Nam nữ cho cân bằng nha, Nam nữ cho cân bằng nên các bạn thông cảm nha. Các bạn thông cảm là Nam nữ cho cân bằng. Rồi. Rồi một bạn Nam, một bạn nữ. Rồi một bạn Nam, một bạn nữ đội này. Bạn đưa đội này. Rồi bây giờ chúng ta cùng bạn tập về với chúng ta nha. Tập về. Đủ chưa? Rồi. Đại học khoa học xã hội và nhân văn tóm cuộc thi nấu ăn tại nhà máy Ajinomoto Long Thành này. Rồi khán giả bên dưới mình cổ vũ cho các bạn. Rồi hôm nay chúng ta sẽ có 3 đội và anh sẽ chia cho 3 đội có 3 tên gọi ha. Thì đội đầu tiên các bạn sẽ đặt tên là Ajinomoto. Đội giữa các bạn áo màu xanh và áo màu trắng, chúng ta đặt tên là Ajinomoto. Và đội cuối cùng là đội mayonnaise. Không thấy các bạn này cũng giúp anh đặt mayonnaise cho nó tương ứng hơn, nó hợp hơn. Rồi thì bây giờ để cái sự kiện món xèo này thì bây giờ chúng ta sẽ phải lấy một cái tô lớn và đặt hai quả trứng gà thì các bạn. Rồi cái món ăn này thì bên Nhật Bản thì các ông bố sẽ thường vào bếp vào buổi dịp lễ, họ sẽ làm cho gia đình ăn cái món ăn này, cho vợ cho con ăn các bạn ạ. Rồi anh sẽ thay quả trứng khác ha. Anh xin nhờ anh Hiếu lấy vào bếp hai quả trứng gà khác làm một cái tô. Trứng khác anh Hiếu rồi. Rồi sau đó chúng ta sẽ cho được một cà phê hạt nêm vào. Rồi đúng rồi, nửa muỗng hạt nêm ạ. Rồi các bạn sẽ lấy cái nước chưng nó đều lên giúp mình biết. Thường gì lại. Rồi chuyên nghiệp. Rồi ra đội này một quỷ chứng luôn. Một quỷ luôn, tạm như đặt ha. Rồi quỷ chứng kè là chúng ta không kiểm soát được các bạn ha. Thì nó lợi cũng cái chứng bây toàn ảnh quay nghe nhiều. Không bao nhiêu. Rồi chúng ta đặt hai quả mà. Khi chiếu lên là đến chiếu dạng. Rồi chúng ta đánh đều rồi các bạn. Rồi nửa muỗng cà phê hạt nêm vào với bạn. Rồi đánh đều lên. Các bạn lưu ý khi nó đánh một cái trứng lên nên cầm cái tô lên, nên cầm cái tô lên và đánh nó mạnh tay lên nó sẽ đều hơn. Do khán giả bên dưới nôn nào nên là sẽ cố gắng anh quay trực tiếp cái quá trình làm trên màn hình TV cho các bạn xem. Rồi tiếp tục, các bạn sẽ cho khoảng 2 muỗng cà phê bột mì vào thì anh đã 2 muỗng cà bột mì anh đã đong sẵn rồi, phải cho hết chén đi vào. Rồi đánh đều rồi giúp anh. Rồi các bạn mình bên dưới hôm nay không có được chọn thực tập làm cái này thì chúng ta quan sát đỡ qua màn hình ha. Cho hy vọng chiều nay sẽ làm được. Cho hết bột mì vào luôn rồi, anh đã đong sẵn rồi. Rồi các bạn đánh đều anh nha. Rồi lưu ý các bạn khi chúng ta đánh bột, chúng ta đánh một chiều để giúp cái bột này mịn đều hơn, vậy ta không bị ốc trong. Rồi đội số 1 đã đánh đều rồi ạ. Rồi đội nào đánh đều một rồi mịn rồi, tiếp tục chúng ta sẽ cho cái lượng tôm này vào các bạn. Cho cái tôm này vào. Cho tôm và đánh đều lên. Rồi được rồi, chúng ta sẽ cho cái lượng tôm là phần thịt và ba đỏ sông khói để lại ha. Ba đỏ sông khói này tại sao chúng ta không cho trộn vào luôn ạ? Thì ba đỏ sông khói, cái người chúng ta sẽ cho ép chả ba đỏ này, giết ba đỏ tương cái mỡ ra, ăn nó thơm và ngon hơn. Rồi tiếp tục chúng ta cho bắp cải và mình trộn với cái bún canh trộn lên chứ mà.
Đúng rồi, đổ hết ra. Lấy cái lên trứng ra ngoài. Lấy cái muỗng canh trộn vô giúp anh thôi. Rồi, đúng rồi. Rồi một bài, bây giờ chúng ta sẽ bật bếp lên cho chạy nóng. Mở bài đổi lại. Quan sát thì khán giả đang tập trung rất kỹ 6 bạn trên sân khấu này. Nên chúng ta sẽ làm việc tốt các bạn ha. Lưu ý là sau phần này sẽ còn chấm điểm ha. Rồi đạt giải thì sẽ có quà nữa từ đầu bếp ạ. Rồi, chúng ta cho chạy nóng. Và cho khoảng 2 muỗng canh vào ăn và dưới đầu bếp. Rồi, cho vào lưu miệng cháy hết. Rồi, tráng chảo đều cho nóng chảo đi các bạn ha. Rồi các bạn, cái món bánh rán chúng ta thì chúng ta cái gói bánh rán hiện tại chúng ta sẽ làm rất là tiện vì chúng ta sẽ hòa với nước. Với cái gói 200g chúng ta sẽ hòa với 140ml nước lạnh. Và chúng